Vâng, em xin chào các bác. Ở đây trước mặt các bác đây là một cái con súp hơi của Đền Đông. Đấy. Súp hơi các bác nhé, súp hơi của Đền Đông. Đấy. Đấy. Hàng về nói chung là còn đẹp. Ở đây thì nó hơi bị ấy một xíu này, hàng bãi thì còn tránh lắm. Đấy, nó xin nó hơi bị một xíu cái vết sứt ở đây một tí nhá. Con này là con súp Đền Đông có mã là con DSVKM380, công suất của nó là 60W ở chế độ là xe ta đấy, bằng 120W là tính theo cái công suất pick đấy. Đấy, con này là con súp cooper, là súp hơi nhá, súp hơi tức là ví dụ bác nào đang có ở nhà đang có một con Omni mà nó có đường súp mà công suất nó đưa ra ấy, thì mình có thể ghép con súp này vào để mình nghe nhạc, để tăng thêm tiếng bass cho cái bộ dàn của mình từ 2.0 đến 2.1 các bác nhé. Này. Này, ví dụ mình có Omni 2.1 thì mình ghép những con này vào ok. Thế con súp Đền Đông này là súp của bọn M380. Thì tiếng của con súp này thì nói chung là nó đánh mềm và sâu khá là hay. Đấy. Với cái con này là súp mặt nhé, súp mặt mình có thể hướng thẳng ra như này, hoặc mình có thể để ốp sườn để hướng vào bên sườn phản xạ ra thì tùy các bác nhé. Đấy, có hai cách để, một là để thẳng như này để cho bát nó đánh thẳng vào mặt luôn, hai là để như này cho bát phản xạ vào tường, sau đó mình mới nghe thấy tiếng nhá. Thì tốc độ âm thanh nó rất là nhanh, nó tận mấy trăm mét trên một giây cơ, nên là thực ra để như thế này hay để như thế này thì hiệu quả nó sẽ tương đương nhau thôi. Còn một cái thì đánh thẳng ra như thế này thì có thể là nghe được ngay lập tức, thì là nghe cảm nhận rõ nét, còn kiểu này như này thì nghe nó sẽ cộng hưởng, nghe nó sẽ có một kiểu bát riêng, một kiểu khác nhé. Đấy. Thì tùy các bác đặt cái súp như thế này hoặc súp như thế này. Đấy. Cảm thấy để như thế nào mà cái tiếng bát nghe nó tốt nhất thì mình để nhá. Đấy. Thì em cứ để như này đi, bởi vì cái logo nó ở đây. Đấy. Logo nó ở đây thì thường chắc nó sẽ để như này nhá. Đấy. Thì đây tính theo cái logo này nhá, tính theo cái logo này. Thì đây nó sẽ là chiều ngang, nó là 13.5. Sâu của súp là đi 30 và cao của súp là đi 42 cm nhé. Đấy. Nó súp này thì cái e căng của nó đây thì là em sẽ đo theo cái e căng của nó, thì cái e căng này của nó là chùm ra là 21 nhé, nhưng mà súp thì cứ Suzy đi. Đấy, thì nó cho vào trong này một tí, tất cả cái e căng nó chùm vào thì nó khoảng bát 18 hoặc bát 16 nhé, súp khoảng 16 đến 18 thì nó sẽ chuẩn hơn. Còn nếu mà bán 21 thì có vẻ không đúng lắm đây. À đây là nhìn là các bạn nhìn ở đây, đây thấp thoáng ở đây rồi. Thấp thoáng ở đây rồi nhá. Thấp thoáng cái nghiêng nghiêng ra để có thể nhìn thấy cái ở bên trong này. Đây. Đây cái viền này. Đấy. Ok nha, thì đo theo cái này đi. Đấy. Từ cái đen đen này là cái gân này ra đến đây. Thì là đo theo cái gân này thì nó sẽ là 14.5. Còn đo theo cái vành sắt nhá, là nó sẽ là bát 16. Ok. Là súp bát 16 nhá. Súp bát 16 của Đền Đông. Súp bát 16 Đền Đông nhé. Đấy, con này bình thường của nó giá nó khoảng tầm 900 một con súp này. Đấy, nhưng con này thì nó đây nó hơi ấy một xíu này thôi. Em bán rẻ hơn nhé. Đấy, con này thì em bán là đi 750 thôi. 750 thôi. Đấy, bác nào đang có nhu cầu mua con súp này alo cho em nhé. Này 750.000 súp hơi của Đền Đông nhé. Xin chào các bác và xin gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo của bên em. Vâng.